Xin chào tất cả các bạn nhé. Trong video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn tham gia một dự án có tên là Mbot. Mình sẽ nhận được 2 triệu token của UNO này các bạn. Thì để tham gia hôm nay các bạn cần click vào link mô tả dưới video mình đã làm tắt chatbot. Tạm biệt các bạn, lưu cấp xa đi tiếp nhé các bạn. 41 102.41.41 này các bạn. Rồi, nhiệm vụ đầu tiên các bạn cho nó giúp này các bạn. Đây là một kèo random khá là ngon nha các bạn. Tại ở đây nữa. Phần này mình bỏ một con nha các bạn. Rồi, khi on vào các bạn bấm vào click verify nha các bạn. Bấm chữ tag. Các bạn lấy cấp trang nha các bạn. 12/132. Ok, thank you. Rồi sau đó bạn mới đắp lên nha các bạn. Bấm cho tiếp cái channel. Bạn like luôn nha các bạn. Tiếp tục các bạn follow Twitter và review bot. Rồi trên Twitter bạn theo dõi nha các bạn. Bạn này like, bạn thích like. Nếu bạn nào may mắn ăn được kiểu này thì theo mình đoán từ giá trị rất là cao nha các bạn. Rồi cho Discord mình dẫn sao follow minimum đi các bạn. Rồi xin minimum thì các bạn phát IP các bạn follow cho các bạn. Mình follow sau nha các bạn. Rồi subscribe trên YouTube nè. Rồi bạn đăng ký nha các bạn. Rồi tiếp tục follow và tweet cái đó nè các bạn. Giá này nó tới 2 kênh. Rồi các bạn like nè các bạn. Rồi bạn tắt lại cái bài dự án của mình nha các bạn. Rồi bạn mới đắp lên nè các bạn. Rồi còn xôn tiếp kênh Telegram luôn nha các bạn. Rồi ok mình đã xôn rồi các bạn. Tiếp tục mình xôn Discord đi các bạn. Rồi trên Discord các bạn chấp nhận là mời các bạn verify nha các bạn. Verify like. Rồi các bạn. Rồi, các bạn bấm vào một block verify thôi các bạn. Rồi, các bạn chat câu nha các bạn. Rồi, sau đó các bạn trả dựng bot nha các bạn. Bấm vào submit detail nha các bạn. Rồi, các bạn để địa chỉ mail mình vào nha các bạn. Anh nhấn quên. Submit. Rồi, tiếp tục các bạn submit đường link profile tại Twitter mình nha các bạn. Máy lâu chậm quá các bạn. Sáng quá. Trên tàu Twitter bạn nhấp vào meta, nhấp vào hồ sơ này các bạn. Các bạn nhấp vào bài cạnh cùng, nhấp vào chia sẻ. Rồi các bạn sẽ chép liên kết gửi cho bot. Rồi tiếp tục các bạn submit username Discord thì các bạn chạy về Discord này các bạn. Các bạn copy username mình nha các bạn. Rồi tiếp tục các bạn submit đường link profile minimum mình mang con. Các bạn nào follow không được thì bấm skip bỏ qua nha các bạn. Subscribe follow Twitter submit. Ok các bạn nhấp vào một video của nó đi các bạn. Mình share video đó mình chia sẻ lên Twitter nha các bạn. Này Mbot này các bạn. Rồi các bạn muốn chia sẻ lên Twitter nha các bạn. Các bạn muốn đăng test này các bạn. Rồi sau đó các bạn bắt đắp lên các bạn. Bạn mở Twitter mình ra nha các bạn. Rồi các bạn chia sẻ cái đường link này nè các bạn. Rồi các bạn sao chép liên kết gửi lại cho bot này các bạn. Son này rồi. Submit link request. Rồi, các bạn mở tờ Twitter mình ra nha các bạn. Rồi các bạn chia sẻ các bạn đã tờ tweet nè các bạn. Các bạn Arab nè.
Rồi các bạn cũng sao chép liên kết lại cho bot tiếp tục. Rồi các bạn join vào gấp nó các bạn. Join xong thì bạn bấm Z. Rồi sau đó các bạn gửi địa chỉ bên B sang mặt trên bet20 trên YouTube Collect của mình nha các bạn. BDB giờ lên 231 đô ta. Rồi các bạn join vào gấp support 1, support 2 nha các bạn. Trời ơi em quay biết bỏ con nào. Bọn này đi. Rồi các bạn join vào nha các bạn. Sau đó bạn bắt đắp lên các bạn. Bấm vào không đắt nha các bạn. Ok sau đó bấm balance đi chết. Một số dư của mình đã nhận được 20 top căng UNOO nè các bạn. Rồi các bạn việc đến ghép và chia sẻ trong bè những người thân để kiếm tôi cần nha các bạn. Vậy video của mình đến đây cũng kết thúc. Mình chào tạm biệt các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video tiếp theo từ mình nhé.